Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa bắt nhanh một đối tượng trộm chuyên nghiệp đang trên đường lẩn trốn vẫn ra tay thực hiện một vụ trộm khác. Đó là Trần Tấn Lợi, 32 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. Khi bị công an chốt chặn vì vừa giật điện thoại của một người phụ nữ, Lợi đã lẩn trốn vào khu dân cư xã Song Phú. Tại đây, đối tượng này lại lẻn vào nhà một hộ dân trộm thêm 4 nhẫn, 2 lắc, 2 vòng bằng vàng và một số tiền mặt. Sau đó, đối tượng định tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Qua điều tra, Lợi còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Tam Bình. Được biết, Lợi có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.